Xin chào các bạn, thế nào để chúng ta có được những cái cây hoa hồng dáng chi mà thoát thân thẳng thế này? Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo ra một cái cây hồng dáng chi cho mình, và hãy làm theo cách của mình. Có những cây hồng dáng chi cho những cái thoát thân thẳng dài thì đầu tiên các bạn phải có những cái cây mẹ. Đây là những cái cây mẹ ở vườn nhà mình. Lúc này thì trên cây nó đang ra những cái mầm gốc thoát thân thẳng như này các bạn này. Những cái mầm này là những cái mầm để chúng ta tạo thành những cái cây hồng thoát thân dáng chi, nó rất là đẹp. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách chiết một cái cành hồng thoát thân để sau này chúng ta tiến hành làm một cây hồng dáng chi cho mình. Những cái mầm gốc này, đấy, những cái mầm nó mọc ở gốc này, nó thẳng. Cái thoát thân này nó càng thẳng càng tốt nhé, càng dài càng đẹp các bạn nhé. Thì đối với lại hồng chi thì chúng ta làm hai cái dạng chi như sau. Một là chi lùn, ta gọi là chi lùn và chi cao. Thì chi lùn thường thường là một cây hồng thoát thân nó có chiều cao tầm 60 cm trở xuống thì gọi là hồng chi lùn. Còn chi cao thường thường là từ 80 cm trở lên. Đây, cái cành này lúc này nó đạt khoảng độ 80 cm thì nó thuộc dạng là chi cao. Lúc này thì mình sẽ tiến hành mình chiết để mình sẽ tạo ra một cái cây hồng thoát thân. Thì video hôm nay mình cũng chia sẻ từ lúc bắt đầu chiết một cái cành hồng để tạo thành một cái cây hồng dáng chi. Đối với cành chiết thì các bạn nên chọn những cái cành mà đã có hoa rồi. Cái vỏ này nó đang màu xanh đậm như thế này, và cái gai nó đang màu nâu như này. Cái cành này nó đang ở cái độ tuổi bánh tẻ là chúng ta chiết cành rất là tốt. Chúng ta không nên chọn những cái cành mà cái vỏ nó đang màu xanh lõn chuối, cái gai nó đang màu hồng. Những cành đó cái độ tuổi nó vẫn đang còn non, chúng ta chiết chúng ta trồng cây phát triển rất là chậm. Hoặc còn nếu chúng ta chọn những cái cành mà nó già quá, nó chuyển sang màu nâu, thân đã già lua rồi, thì sau khi chúng ta trồng nó phát triển cũng rất là kém. Đầu tiên thì các bạn vặt bỏ những cái gai đi cho mình, vặt bỏ cái gai đi để mình làm cho nó dễ. Hôm nay thì mình sẽ chiết ở cái đoạn này. Thì đối với dụng cụ chiết hôm nay thì mình sẽ dùng cái kéo. Cái kéo chiết cành này các bạn này. Giá thể để làm bầu chiết thì mình dùng dễ bèo. Đây là dễ bèo khô mình đã ngâm nước rồi và đã vắt đi rồi. Lúc này nó chỉ còn ẩm thôi. Tiếp đến là mình dùng cái miếng ni lông như này. Và tiếp theo là mình sẽ dùng những cái dây như này các bạn này. Các bạn có thể dùng dây nhựa thút này. Dùng những cái dây thép này, các bạn làm dây buộc, mình dùng cái dây ni lông này. Đầu tiên thì chúng ta khoanh một lớp vỏ đây. Đấy, khoanh như này các bạn nhé. Khi khoanh vỏ thì chúng ta khoanh như khoảng độ 1,5 cm thôi. Đấy, xong đó chúng ta bóc nó ra. Đấy, khi bóc ra như này, kéo chỉ dùng cho bóc vỏ thôi, nhưng khi chúng ta cạo vỏ thì nó hơi khó. Dùng dao thì mình cạo cái lớp nhờn ở bên trong này, nó sẽ rất là dễ dàng. Khi mà bóc vỏ xong, cạo vỏ xong như thế này, các bạn không cần phải dùng kích rễ nhé. Chỉ cần dùng là rễ bèo khô đã ngâm nước ẩm và đã vắt ẩm như này. Sau đó các bạn buộc vào đây cho mình. Thì khi mà chiết cành hoa thì rễ nó sẽ ra ở phía trên này. Cái phía dưới này nó không ra rễ các bạn nhé, nó ra ở phía trên này. Thì chúng ta ưu tiên cái rễ bèo nó nhiều hơn ở cái phía trên này so với phía dưới này. Tiếp đến các bạn bó vào cho mình.
và sẽ dùng những cái dây để buộc lại. Thì đối với cái bầu chiết này, chúng ta nên bó nó thật căng mà các bạn nhé. Đừng bó nó mềm quá. Chúng ta làm sao bó cho cái bầu này nó thật căng cứng vào. Thì toàn bộ cái giá thể dễ bèo này nó sẽ ôm xít vào cái phần mình đã khoanh vỏ ở bên trong. Đấy, các bạn buộc vào cho mình và chúng ta dồn cái bèo này cho cái bầu nó căng cứng ra. Tiếp đến chúng ta sẽ buộc một cái dây ở trên này nữa. Đấy. Lúc này mình đã hoàn thành xong một cái cành chiết hồng thoát thân để sau này tạo thành một cái cây hồng chi. Thì sau khi mình bó bầu như thế này thì khoảng độ 25 ngày là rễ nó sẽ ra trắng. Lúc đó thì mình sẽ cắt cái bầu về mình trồng. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.